Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2251 đây chẳng phải nuôi hổ trong nhà sao Ma hoàng bệ hạ, nhận thua đi Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói Khi ma hoàng nghe thấy giọng nói này thì đột nhiên sững sờ Ánh mắt không dám tin nhìn về nơi đó Chỉ thấy một nhóm người khác bay lên từ mặt trăng Đứng hàng đầu là một đạo sĩ Khí tức toát ra từ đạo sĩ khiến ông ta vô cùng kinh hãi, vậy mà lại là hóa thần cảnh trung kỳ. Tuy nhiên, ánh mắt của ma hoàng không dừng lại ở đạo sĩ Trung Thanh, mà là ở người phía sau đạo sĩ Trung Thanh. Thủy Thanh Lam, cậu vẫn còn sống. Thủy Vạn Triều nhìn chằm chằm vào người đó, bàng hoàng nói. Thủy Thanh Lam vậy mà lại đạt được hóa thần cảnh, khí tức của anh ta mạnh hơn lúc rời khỏi ma tộc hắc ám rất nhiều, ngoại hình cũng đã thay đổi. Nhưng cảm giác huyết mạch tương liên khiến cho ma hoàng tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Audio điện tử võ tấn bền. Thủy Thanh Lam nói, tôi vẫn còn sống. Đạo sĩ Trung Thanh, Thao Thiết và những người khác dẫn đầu một nhóm người đến trước đường Tuấn. Trong những người này có bán bộ hóa thần, cũng có nguyên anh cảnh, tổng cộng có mấy vạn người. Xét về số lượng và sức chiến đấu cao cấp, trái đất đủ sức đè bẹp ma tộc hắc ám. Ma Hoàng nhìn Thủy Thanh Lam trước mặt, sau đó nhìn về phía tộc nhân tuyệt vọng phía sau, cuối cùng thở dài nói chúng tôi chịu thua. Nói xong, ma hoàng quay người và chuẩn bị rời đi cùng các tộc nhân. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ đau khổ, bởi vì hành tinh của bọn họ đã biến mất, bọn họ vốn định chiếm trái đất để tái phát triển, nhưng hiện tại hy vọng này đã tan thành mây khói, bọn họ chỉ có thể tiếp tục lang thang. Nếu tiếp tục lang thang mấy trăm năm, cả gia tộc sẽ không thể kiếm được tài nguyên để tu hành, dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng diệt phong hoặc là các người có thể ở lại đây lúc này đường tuấn đột nhiên thốt lên đường tuấn cậu long vương giật mình không dễ gì đẩy lùi được ma tộc hắc ám đường tuấn vậy mà lại cho bọn họ ở lại đây đây chẳng phải nuôi hổ trong nhà sao thủy vạn triều cũng có vẻ bối rối đường tuấn giải thích ông nên biết tình hình hiện tại của trái đất nếu ông sẵn sàng ở lại chúng tôi có thể giúp các người xây dựng một nơi ở tạm thời ngoài không gian đợi bí cảnh của trái đất được khám phá, các người cũng có thể vào trái đất. Tất nhiên, nếu các người đồng ý ở lại, thì các người phải tuân theo các quy tắc của trái đất. Ngoặc kép. Thủy Vạn Triều suy nghĩ một lúc, nói tôi cần thảo luận với tộc dân. Ma Hoàng Bệ Hạ, yêu cầu này không thể được đồng ý. Cậu ta đang muốn trói buộc ma tộc hắc ám của chúng ta với trái đất. Trái đất là vùng đất di khí, hiện tại lại bị người của thần đình lăm le, kết cục khó có thể tưởng tượng được chúng ta không thể bồi táng chung với trái đất trong phi thuyền của ma tộc hắc ám ma hoàng và một số trưởng lão hóa thần cảnh đang thảo luận một số trưởng lão không đồng ý ở lại trái đất điều họ muốn là chinh phục không phải bố thí và lợi dụng ma hoàng nói thế chẳng lẽ tiếp tục để tộc nhân lang thang sao các người cũng nên biết với thực lực của chúng ta muốn tìm một nơi ở thích hợp không phải đơn giản ông ta dừng lại một lúc nói hơn nữa lẽ nào các người không cảm thấy trái đất đã phục hồi? Tương lai không chừng sẽ khôi phục lại vinh quang như trước đây. Một số trưởng lão im lặng, trái đất trước đây mạnh hơn nhiều lần so với ma tộc hắc ám mạnh nhất, có thể sánh ngang với thế giới trung ương ngân hà. Bệ hạ, người đang đánh cược mạng sống của cả tộc. Có người thì thào. Ma Hoàng nói, nếu cực đúng thì sao, ma tộc hắc ám chúng ta có khả năng trở thành mạnh nhất trong lịch sử các người có biết một năm trước 200 vị bán bộ hóa thần cảnh là cảnh giới nào không? chương 2252, tôi biết phải làm gì? Vài trưởng lão cao mày nói, ít nhất nó cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Ma Hoàng lắc đầu nói, 6 tháng trước, đại đa số bọn họ đều chỉ có tu vi nguyên anh cảnh trung kỳ. Sao có thể được? Mấy trưởng lão căn bản không tin, một năm bọn họ vượt qua được hai tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là một nhóm người đông, chứ không phải là một cá nhân đơn lẻ nào. Chuyện này đúng là khó tưởng tượng được. Ma Hoàng nói, đây là Thủy Thanh Lam Đích Thân nói. Có lẽ các người đã nhìn thấy ánh mắt những bán bộ hóa thần đó nhìn đường Tuấn rồi chứ, không phải là đang giả vờ. Các trưởng lão lại im lặng. Thật lâu sau, mới có trưởng lão đầu tiên lên tiếng, tôi đồng ý với đề nghị của Ma Hoàng Bệ Hạ. Tôi cũng đồng ý. Cứ cược với ông ấy đi, năm xưa khi trái đất còn rất mạnh, Ma tộc hắc ám chúng ta chỉ có thể đứng trông bây giờ thành người cùng một chuyến tuyến có gì mà thiệt tất cả các trưởng lão đều đồng ý khi ma hoàng thông báo rằng ma tộc hắc ám đã đạt được thỏa thuận với trái đất nhiều người trong ma tộc hắc ám đều rơi nước mặt họ không cần phải đi lang thang nữa trái đất đỉnh núi côn luân lạc kình thương và vô kiếm xâm theo dõi những gì xảy ra trong không gian hoàn toàn im lặng trong lòng hai người đều là hối hận và sự không cam tâm làm sao đây vu kiếm sâm hỏi lạc kinh thương cười khổ nói đi đền tội thôi vu kiếm sâm thở dài thườn thượt không từ chối lời đề nghị này với sức mạnh hiện tại của đường tuấn muốn tiêu diệt côn luân và vu môn không phải là chuyện khó hậu duệ vu canh đạo của ông lúc đó cũng tham gia đối phó với bạn bè của đường tuấn lạc kinh thương nhắc nhở vẻ mặt của vu kiếm sâm trở nên lạnh lùng ông ta nói tôi biết phải làm gì Cùng ngày, Côn Luân và Vu Môn một lần nữa giấy lên một trận máu tanh. Chỉ là, lần ra tay này là do hai vị lão tổ trừng phạt tất cả những đệ tử đã ra tay với thân nhân và bằng hữu của Đường Tuấn trong khoảng thời gian này. Sau khi xong việc, Lạc Kình Thương và Vu Kiếm Sâm đã đích thân đến tận cửa để xin lỗi và tuyên thệ họ sẽ không còn đối đầu của Đường Tuấn nữa. Ở một nơi không biết cách trái đất bao xa, một chiến hạm trôi giạt trong không gian. Bên trong chiến hạm, vẻ mặt của một số người trông thật khó coi ma tộc hắc ám đã phản rồi, bọn họ muốn chết sao? Kẻ phản lại thần đình, nhất định phải giết, tôi không tin một trái đất đổ nát bây giờ có thể ngăn cản tôi. Người đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên có phần dưới thực sự là thân rắn. Một cỗ khí thức khủng khiếp và dữ tợn không ngừng tỏa ra. chương 2253, trái đất có thực sự sẽ trỗi dậy. Thiên xà đã là hóa thần cảnh hậu kỳ, có lẽ có thể chống lại lời nguyền một nhóm người đứng bên ngoài chiến hạm và chăm chú theo dõi thiên xà đang di chuyển về phía trái đất thiên xà rất nhanh trong nháy mắt bay xa hàng vạn cây em anh ta không có phát hiện điều gì bất thường không khỏi cười nói làm gì có lời nguyền nào chẳng qua các người tự hù dọa mình thôi một đám phế vật xem tôi hủy diệt trái đất trong phút chốc đây đúng lúc này điều bất thường đã xảy ra thiên xà đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập toàn thân vải rắn màu đen dưới thân anh ta đột nhiên biến thành màu xám trắng, dường như không tới một giây mà đã rớt ra mấy miếng vải rồi. Thiên xa sửng sốt, biết rằng từ khi anh ta trở thành hóa thần cảnh hậu kỳ, thân thể của anh ta là bất diệt, những vải này chính là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể, chưa từng rơi xuống. Đừng hòng hại được tôi, thiên xa hét lên, toàn thân tỏa ra kim quang. Thiên xa sử dụng bản nguyên chi lực rồi, kết quả như thế nào? Bên ngoài chiến hạm, có vài người đang chăm chú quan sát. Chỉ vài giây sau, kim quang trở nên mờ nhạt và sau đó biến mất. Họ nhìn thấy cơ thể bất tử của Thiên Xà đang già đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Thiên Xà hiện nguyên trạng trong vài chớp mắt. Lúc này Thiên Xà quay người đi, cố gắng trốn về, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đáng tiếc là tốc độ của anh ta lần này thậm chí còn không bằng một nguyên anh cảnh. Cơ thể, nguyên anh và linh hồn đang lão hóa nhanh chóng anh ta chỉ mới bay chưa tới ngàn cây em thì không thể bay nữa, anh ta nhìn thân ảnh của mình đang từ từ hóa thành bột mịn rồi tiêu tán vào trong vũ trụ. Rốt cuộc đó là cái gì? Trước khi chết, thiên xà rất là không cam tâm. Nhìn thiên xà hoàn toàn tiêu tán trong vũ trụ, mấy người bên ngoài chiến hạm cảm thấy vô cùng nặng nề. Làm sao đây? Có người hỏi. Thông báo cấp trên bảo những tu sĩ hợp thể cảnh đi qua. Thiên xà đã chết đây không phải là chuyện chúng ta có thể xử lý ai đó nhìn về hướng của trái đất và lẩm bẩm trái đất có thực sự sẽ trỗi dậy trái đất việt nam đạo sĩ trung thanh nhìn đường tuấn bối rối hỏi sao tu vi của cậu lại bị hạ thấp nhiều như vậy lúc này mà tộc hắc ám đã ổn định xong vị trí chuyện của côn luân và vu môn đã được giải quyết đường tuấn giao toàn bộ quyền hành còn lại cho hoa tiểu niếp hàn bảo long và long vương đường tuấn vừa rảnh rang thì lập tức bị đạo sĩ Trung Thanh gọi tới. Đạo sĩ Trung Thanh lúc này đang ở giai đoạn hóa thần cảnh Trung Kỳ, đương nhiên ông ta nhìn thoáng qua là có thể biết khí thức của Đường Tuấn khác thường. Đường Tuấn nói, gần đây tu luyện một loại công pháp, xảy ra chút vấn đề. Với giai đoạn hiện giờ của Đường Tuấn, anh không dám nói cho người khác biết về chuyện y thuật thần bí đó. Đạo sĩ Trung Thanh khẽ cau mày nói, tuy rằng tu hành là quan trọng, nhưng cậu cũng đừng nóng vội, kẻo đi lầm đường, Thấy Đường Tuấn gật đầu, đạo sĩ Trung Thanh cũng không hỏi nữa. Chương 2254, còn có bác sĩ. Đường Tuấn đột nhiên hỏi, đạo sĩ, ông biết bao nhiêu về trung ương ngân hà? Sắc mặt đạo sĩ Trung Thanh hơi thay đổi nói, lẽ nào cậu muốn đến trung ương ngân hà? Ừm. Nét mặt Đường Tuấn đanh lại, dù là trái đất hay thế giới man hoang thì nó cũng chỉ là một nơi nhỏ bé so với trung ương ngân hà để tiến tới cảnh giới tốt hơn, Đường Tuấn phải đi đến vũ trụ như Trung ương Ngân Hà. Hơn nữa, có một số chuyện về trái đất, có lẽ anh sẽ tìm thấy đáp án ở trên Trung ương Ngân Hà. Đạo sĩ Trung Thanh thở dài nói, tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến đó. Lần này tôi đến cũng là có tin muốn nói cho cậu biết. Ba năm nữa, sẽ có thịnh hội diễn ra ở Trung ương Ngân Hà. Những người tham gia thịnh hội này đều là những thiên tài có lĩnh ngộ thực sự, có luyện đan, có luyện khí, có cảnh giới tu luyện. Ông ta nhìn đường Tuấn nói, còn có bác sĩ. Nghe đến đây, hai mắt đường Tuấn đột nhiên sáng lên. Đạo sĩ Trung Thanh vuốt dâu cười, nói, tôi biết cậu có hứng thú với thịnh hội này. Sự kiện này do một số môn phái lớn của Trung ương Ngân Hà và Hoàng Triều phối hợp tổ chức, nếu cậu có thể giành được vị trí thứ nhất ở một trong những lĩnh vực đó, lập tức sẽ nổi tiếng khắp vũ trụ này. Vì để công bằng, chỉ những tu hành giả đã tu hành dưới 500 năm mới có thể tham gia sự kiện này, khi đăng ký sẽ có pháp khí đặc biệt để kiểm tra độ tuổi, không làm giả được. Đường Tuấn không bận tâm chuyện này, thậm chí anh còn chưa tu hành đến 10 năm. Chưa đến 10 năm từ một tu hành tiểu bạch nhảy vọt lên thành hóa thần cảnh như bây giờ, truyền ra ngoài căn bản chẳng có ai tin. Khi đi tới Trung ương Ngân Hà, cậu không được tiết lộ xuất thân của mình. Tuy không phải ai cũng có thành kiến với trái đất, nhưng tốt nhất cũng phải cẩn thận. Với tu vi hiện tại của cậu, huyết mạch ẩn chứa trong thân, chỉ cần không phải cường giả động hư cảnh, thì sẽ không ai truy ra huyết mạch của cậu. Đạo sĩ Trung Thanh trầm giọng nói. Nghe đạo sĩ Trung Thanh nói vậy, tâm của Đường Tuấn không khỏi sôi trào, các bác sĩ thiên tài từ khắp nơi trong vũ trụ sẽ tụ họp lại với nhau, đến lúc đó nhất định sẽ chạm nhau té lửa. Y thuật của tôi không chừng cũng có thể tiến xa hơn, thậm chí tận dụng cơ hội này hòa thiện thuật châm cứu thần bí đó đạo sĩ trung thanh nói nếu cậu tới trung ương ngân hà thì phải bắt đầu chuẩn bị đường tuấn đột nhiên cau mày hỏi nhưng làm sao tới trung ương ngân hà tiên lộ băng tuyết quốc độ đã bị người ta cắt đứt rồi đạo sĩ trung thanh cười lớn nói trái đất của ta thời cổ đại thịnh vượng như thế nào đâu chỉ có một con đường đến trung ương ngân hà hiện tại trái đất đã khôi phục rất nhiều tiên lộ cũng đã mở ra vừa hay tôi biết có một cách để đến trung ương ngân hà ngoặc kép đang nói, đạo sĩ Trung Thanh đứng dậy, "Giờ tôi đưa cậu đi xem thử." Hai người lập tức rời đi. Con đường này không phải trên trái đất, mà là trên mặt trăng. Trên mặt trăng, đạo sĩ Trung Thanh và Đường Tuấn bay lơ lửng trên không, chỉ vào một nơi bên dưới và nói, "Chính là nơi đó." Chương 2255 ai mà bạo tay như vậy? Tuy nhiên, sau cuộc chiến cổ đại, vạn giới thiên cầu cũng bị hư hại. Đạo sĩ Trung Thanh thở dài, chân dậm vào hư không, không gian bên dưới đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, một trận pháp dần dần xuất hiện. Đạo sĩ Trung Thanh cười nói, có vẻ như trận pháp này vẫn còn nguyên vẹn, đợi tôi kích hoạt nó đã, cậu có thể dựa vào trận pháp này dịch chuyển đến trung ương ngân hà. Nói xong đạo sĩ Trung Thanh hô lên một tiếng, đại trận dần dần hiện rõ ra trước mắt. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên xẹt qua không trung. Ầm một cỗ pháp lực chấn động ngược lại đạo sĩ trung thanh lùi lại ba bước đại trận hiện ra một nửa bị che mất không nhìn ra bất kỳ dấu vết vào đạo sĩ trung thanh vô cùng tức giận như thể nghĩ đến điều gì đó những luồng pháp lực lại lao ra đánh vào khoảng không tiếc là lần này hư không vẫn như bình thường căn bản không có dấu hiệu kỳ lạ nào xảy ra kiên trì được nửa nén hương đạo sĩ trung thanh cảm thấy pháp lực của mình không chống đỡ nổi ông ta thu pháp lực về sắc mặt ông ta vô cùng tái nhợt, biểu cảm cũng rất khó coi, trong mắt đầy sự tuyệt vọng. Tiêu rồi, tiêu rồi, đạo sĩ Trung Thanh lẩm bẩm. Chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Đạo sĩ Trung Thanh nói trong tuyệt vọng, không gian xung quanh trái đất đã bị phong tỏa, bây giờ không thể khởi động bất kỳ trận pháp nào. Bọn ta bị nhốt ở trái đất rồi. Đường Tuấn sững sờ. Audio điện tử võ tấn bền. Phong tỏa không gian xung quanh trái đất, ngăn chặn tất cả trận pháp. Chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó khăn. Ai mà bạo tay như vậy? Lúc này, ở không gian cách trái đất hàng triệu cây em, một vị thần ba mắt đang cầm một lá cờ lệnh màu đỏ, tay kia cầm pháp chỉ màu vàng. Anh ta cắm lá cờ vào hư không, treo tờ sắc lệnh lên đó và nói lớn, phụng theo pháp chỉ của tôn giả, phong tỏa không gian 5 triệu cây em quanh trái đất, bất cứ người nào muốn rời khỏi, giết. Giết giết. Giọng nói rơi xuống, trong pháp chỉ tỏa ra một làn sóng dao động, sóng dao động này lan tràn ra lập tức, phong tỏa khoảng 05 triệu cây em quanh trái đất. Mọi trận pháp truyền tống đều bị cấm, trừ phi tự bản thân có thể tự bay trong vũ trụ, không thì không có cách nào rời khỏi. Sau khi thần ba mắt nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười, nói có pháp chỉ của tôn giả và cờ lệnh chấn hư thập phương, trái đất như một con giã thú bị vây hãm chờ chết, chuyện sau đó giao cho các người, chỉ cần có người muốn rời đi, các người cứ giết chết không tha. Phía sau thần ba mắt là một nhóm người, chính là nhóm người đã chứng kiến thiên xà chết dưới một loại nguyền chú kỳ lạ ngày hôm đó. Lúc này đám người lần lượt gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, nói cần tuân pháp chỉ. Cờ thập phương chấn hư là vương khí, thống ngựa tứ phương, chân áp vũ trụ, có nó chân áp hư không, người trái đất như chim trong lồng, chạy không thoát, xin thần ba mắt hãy yên tâm không có nguyền chú quái lạ đó, người trái đất chẳng qua cũng chỉ là con kiến mặc cho chúng ta chém giết. chương 2256, Nhất Giai đã hoàn thành. So với Trung ương Ngân Hà, trái đất là một nơi nhỏ bé, cũng xứng lên đại nhã chi đường, tranh hùng với nhiều hoàng triều thánh địa. Thần tướng ba mắt chế nhạo. Đạo sĩ Trung Thanh đang ở trên Nguyệt Cung vẫn chưa thể bình tĩnh được, ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, hẳn là do người đến từ Trung ương Ngân Hà làm. Thủy Vạn Triều nói rằng người của thần đình đã tìm tới ông ta, muốn dây máu ăn phần với Nguyệt Cung. Cậu đã phá vỡ kế hoạch của họ, họ chỉ còn cách dùng cách này để vây hãm trái đất. Ông ta càng nói càng tuyệt vọng, tuy không biết người của thần đình dùng bảo vật gì để phong tỏa hư không, nhưng trước mắt không thể đánh phá trái đất được. Có cách nào không? Đường Tuấn hỏi, Đạo sĩ Trung Thanh nói, trừ phi có đại năng hợp thể cảnh lính ngộ được sức mạnh của không gian ra tay, có lẽ sẽ có cơ hội khoét ra một lỗ hở. Hoặc sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó để làm suy yếu sức mạnh của phong tỏa, khỏi động trận pháp trong thời gian ngắn. Đạo sĩ Trung Thanh cười khổ nói, nhưng hai cách này đối với trái đất mà nói là rất khó. Đường Tuấn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lóe lên, anh trầm mặc, tâm trí chìm vào huyệt thái dương. Lúc này, trong huyệt thái dương vẫn tràn ngập kim quang, nhưng trong kim quang lại vang lên những tiếng gầm rú, dường như là tiếng của con hung thú nào đó. Anh làm theo cách trước đây, lôi kéo thôn vệ chi lực đang ẩn chứa trong kim quang. Hai mắt đường tuấn hơi sáng lên, hắn cảm giác được sức mạnh phong tỏa quanh thân dường như suy yếu, tuy mức độ suy yếu rất nhỏ, nhưng cũng không giấu được anh. Cách này được đấy, trong lòng đường tuấn vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, bây giờ anh chỉ mới bắt đầu chuyển hóa thể chất đặc biệt cấp 1, kim quang cùng thôn vệ chi lực có thể khống chế còn quá ít, cộng thêm tiêu hao trong trận chiến trước với Thủy Vạn Triều, chỉ trong phút chốc thôn vệ chi lực đã biến mất. Cảm giác trói buộc lại xuất hiện trên người anh. Nhưng dù thế, cũng đủ khiến Đường Tuấn vui mừng rồi. Có lẽ đợi ta thoái biến cấp 1 xong, thì có thể làm suy yếu cấm chế, khởi động lại cổ trận. Hoàn thành cấp 1 đại khái cần mất 3 tháng, Đường Tuấn thầm suy tính trong lòng đạo sĩ Trung Thanh dường như không cảm giác được, vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn. Đạo sĩ, tôi muốn tu luyện trên mặt trăng một thời gian. Đường Tuấn đi theo phía sau đạo sĩ Trung Thanh nói. Đương nhiên đạo sĩ Trung Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo đường Tuấn cẩn thận, rồi một mình trở về trái đất. Vào ngày này, trên trái đất, tất cả các tu hành giả đã đạt đến bán bộ hóa thần cảnh đều cảm thấy có một sức mạnh đang trói buộc họ, Mặc dù không cản trở việc tu luyện của họ nhưng lại khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặt khác, Đường Tuấn bắt đầu ẩn tu trên mặt trăng, anh dự định dành 3 tháng này để nghiên cứu kỹ thuật châm cứu thần bí và kim quang đang ẩn trong Nguyệt Thái Dương. Thời gian tu hành trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 tháng qua đi. Chương 2257, biến hóa này liệu có phải là bình thường? Đường Tuấn tỏ vẻ vui mừng, mất hơn 3 tháng mới hoàn thành xong giai đầu tiên của thuật châm cứu đã thay đổi gì rồi nhỉ? Đường Tuấn có chút căng thẳng cũng có chút hưng phấn, trước khi hoàn thành nhất giai thì đã lợi hại lắm rồi, bây giờ lại đến mức độ nào nữa chứ? Tâm thần anh nhìn sang huyệt thái dương, bỗng chốc toàn thân cứng đờ. Chỉ thấy huyệt thái dương của anh to hơn khi nãy gấp trăm lần. To này không có nghĩa là đầu đường Tuấn to gấp trăm lần, mà là không gian mà hắn nhìn thấy trong tâm thần, chính là không gian bên trong khiếu huyệt trong huyệt thái dương không có kim quang nữa, chỉ có một cái hồ màu vàng. Chất lỏng vàng trong hồ là chính là thứ hóa ra kim quang trước đây. Lúc này, trong kim hồ này, có một con dị thú đang bơi lội. Toàn thân con dị thú này đều là màu vàng, trên đỉnh đầu nó có một cái sừng bạc. Dị thú đang bơi lội rất vui vẻ trong hồ, dường như nó cảm nhận được tâm thần của đường Tuấn, lập tức dương mắt lên nhìn, gầm lên một tiếng như biểu đạt thiện ý. Đường Tuấn như bị sét đánh đơ người, vậy mà anh lại dùng thời gian 3 tháng để tạo ra một con dị thú đang bơi lội trong huyệt thái dương của mình. Tình huống gì thế này? Đường Tuấn thu hồi tâm thần, lại lấy sách cổ ra. Lần này anh nhìn rất kỹ, vì sợ sẽ nhìn nhầm. Thấy trong sách cổ có viết rằng, hoàn thành nhất giai, huyệt thái dương mở rộng, có thể nuốt chừng tất cả các năng lượng khác nhau. Không có một chữ nào nhắc đến thông tin của con dị thú sừng bạc này. Đường Tuấn lại chìm vào trong tâm thần, con dị dị thúi gầm lên với anh, thậm chí nó còn quay vòng vòng trong hồ vàng. Đường Tuấn nhìn con dị thú màu vàng này, nhất thời không nói nên lời, tên này trông cực kỳ hung dữ, nhưng lại làm ra hành động đáng yêu như vậy. Anh không khỏi nghi ngờ tính xác thực của những ghi chép về thuật châm cứu thần bí này, nói rằng sẽ sinh ra một thần linh trong khiếu huyệt, nhưng sao lại sinh ra một con dị thú đáng yêu thế này. Đường Tuấn đột nhiên sững sờ, nhìn con dị thú ở trong hồ vàng đang dùng ánh mắt lấy lòng anh, anh lẩm bẩm, không phải chứ, chắc tên này không phải là thần linh trong huyệt thái dương đâu nhỉ. Dường như hiểu được lời thì thầm của Đường Tuấn, con dị thú màu vàng bên dưới đột nhiên gật đầu cười tâu tuét, để lộ hàm răng sắc nhọn, gớm ghiếc nhưng lại mang một nét đáng yêu. Đường Tuấn vỗ chán, trái tim như bị hàng ngàn thần thú dẫm đạp, cảm giác này khó mà nói nên lời, ai ngờ rằng thần linh trong khiếu huyệt lại là một con dị thú. Đường Tuấn lộ ra vẻ trầm ngâm, thuật châm cứu thần bí sinh ra thần linh trong huyệt khiếu chỉ là cách nói suy đoán, còn chi tiết cụ thể về thần linh thì không có nhắc đến chữ nào. Cũng chính là nói, thí nghiệm y thuật gần 10.000 lần thời thượng cổ đó chưa từng có ai thật sự sinh ra thần linh trong huyệt khiếu, có khả năng Đường Tuấn là người đầu tiên. Biến hóa này liệu có phải là bình thường? Trong lòng Đường Tuấn có chút bất an. Trường 2258 không gian bị xé toạc. Sau một hồi suy nghĩ, Đường Tuấn quyết định tạm thời không bắt đầu giai đoạn thứ hai của thuật châm cứu thần bí. Không chỉ là vì sự biến hóa đột ngột của dị thú màu vàng này, mà điều kiện cần của giai đoạn 2 khắc nghiệt hơn giai đoạn 1 rất nhiều. Ngoài châm cứu, cần có sự phối hợp của nhiều loại linh dược, trong đó có một số linh dược Đường Tuấn còn chưa được nghe nói tới. Quyết định xong, Đường Tuấn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tâm thần anh rút khỏi huyệt thái dương, quan sát tình trạng của bản thân pháp lực mạnh hơn trước đây gấp 10 lần, chỉ còn chờ thời cơ đột phá hóa thần cảnh trung kỳ. Đường Tuấn cảm nhận được lượng pháp lực trong cơ thể, trong lòng hơi dục dịch. Sau khi kiểm tra lại một lần, Đường Tuấn phát hiện thể chất của mình tốt chưa từng có, bất luận tinh thần hay là cơ thể, đều đạt trạng thái đỉnh phong. Con dị thú màu vàng này còn có thể mở thông đạo sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, sức mạnh trong huyệt thái dương cũng biến động giống như trước đây. Ao ao hồ vàng nổi sóng dữ dội con dị thú màu vàng ngẩng đầu gầm rú sừng bạc trên đầu tỏa ra một thứ ánh sáng cực kỳ trói mắt nhưng ánh sáng màu bạc này bắn ra từ huyệt thái dương của đường tuấn sau đó tâm thần của đường tuấn đánh vào trong hư không phía trước rác khoảng không tạo ra một âm thanh nứt nhẹ vốn dĩ trong hư không chẳng có vật gì thì đột nhiên xuất hiện một khu vực màu đen rất nhỏ từ trong khu vực màu đen đó toát ra từng luồng khí tức đáng sợ không gian bị xé toạc Đường Tuấn thất kinh hồn vía, khu vực màu đen đó hoàn toàn là một vùng hư vô được tạo thành sau khi không gian bị xé toạc ra. Ngay cả không gian cũng bị xé toạc, thế thì phong tỏa kia cũng sẽ chưa phá tự vỡ. Xé toạc không gian, chỉ ít phải là tu sĩ hợp thể cảnh mới có thể làm được. Trận pháp thông đạo lại dần dần xuất hiện, Đường Tuấn cực kỳ cảnh giác, vì sợ sẽ bị cuốn vào trong nơi hư vô đó. Cuối cùng, Đường Tuấn thu hồi pháp lực và tâm thần, hồ vàng trong huyệt thái dương cũng dần yên tĩnh trở lại, con dị thú không còn gầm thét nữa, bắt đầu bơi lội xoay tròn trong hồ vàng. Ấn tượng của Đường Tuấn về con thú dị thú dễ thương này đã thay đổi rất nhiều, vậy mà lại là hóa thần cảnh nắm giữ năng lực xé toạc không gian, truyền ra ngoài đúng là trái đạo trời nghịch thiên. Giải quyết xong vấn đề trận pháp thông đạo, lúc này Đường Tuấn mới mỉm cười an tâm. Hôm đó anh quay về trái đất, chuẩn bị tạm biệt với người thân bạn bè. Cái gì? cậu có thể phá vỡ phong tỏa khởi động trận pháp thông đạo. Sau khi Đường Tuấn nói chuyện này cho đạo sĩ Trung Thanh, đạo sĩ Trung Thanh vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin. Phá vỡ phong tỏa không gian, chỉ ít phải là hợp thể cảnh mới có thể làm được. Sau khi xác nhận lại, đạo sĩ Trung Thanh mới từ từ chấp nhận sự thật này, dù sao thì Đường Tuấn cũng từng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Cậu định khi nào thì đi, đạo sĩ Trung Thanh hỏi. Đường Tuấn nói, chắc ba ngày sau, sau khi tôi đi, trái đất giao lại cho ông. Đạo sĩ Trung Thanh gật đầu, đừng lo, đây cũng là ngôi sao tổ của tôi mà. Chương 2259, lẽ nào sắp thành công giã tràng sao? Đường Tuấn suy nghĩ một hồi, lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho đạo sĩ Trung Thanh, nói, trong đó có một số dược liệu, đan dược và binh khí, tôi sẽ giao cho ông bảo quản. Nếu gặp được người thích hợp cứ tặng cho họ, giúp trái đất mạnh lên nhanh nhất có thể. Đạo sĩ Trung Thanh nhìn những thứ trong nhẫn không gian, thì được một phen hết hồn. Dược liệu và đan dược cất giữ trong nhẫn không gian có thể tạo ra ít nhất 10 tu sĩ hóa thần cảnh, hơn nữa còn có hơn hàng ngàn món bảo khí, mười mấy món binh khí. Đây là 2 phần 3 những gì mà đường Tuấn tiết kiệm được, dường như đều là những món thu hoạch được do giết hóa thần và trì hòa vũ. Anh chỉ để lại một số món có ích hơn cho việc tu luyện của mình, những thứ khác sẵn sàng để lại cho trái đất. Mặc dù Đường Tuấn không biết tại sao người trong Trung ương Ngân Hà không trực tiếp tấn công trái đất, mà chỉ phong tỏa trái đất, nhưng anh đoán rằng tình hình này sẽ không kéo dài lâu, trái đất phải trở nên mạnh hơn càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Trong ba ngày, Đường Tuấn đã ở cùng với người thân và bạn bè của mình. Ba ngày sau, Đường Tuấn lại lên mặt trăng, lần này, chỉ có một mình anh đi chân anh đạp vào hư không, quan sát mặt trăng bên dưới. Bắt đầu thôi. Tâm thần của đường Tuấn khẽ động, hồ vàng trong huyệt thái dương dâng trào, dị thú gầm thét. Không gian lại nứt ra, xuất hiện một vùng hư không màu đen, trận pháp cũng dần dần hiện ra. Không gian càng lúc càng tách rộng, ngay cả đường Tuấn cũng cảm thấy bị áp lực đè nén. Tuy dị thú trong huyệt thái dương không phải tầm thường, có thể xé toạc không gian, nhưng cảnh giới của anh vẫn chưa đủ, tốn khá nhiều sức lực. Cùng lúc đó, ở khoảng cách 5 triệu cây em so với trái đất, cờ thập phương chấn hư đột nhiên khẽ run lên, dụ lệnh của tôn giả giống như đang bùng cháy, một làn sóng càng mạnh mẽ hơn truyền đến. Trên mặt trăng, trận pháp chỉ còn thiếu một điểm cuối cùng thì hiện ra hoàn toàn, nhưng cho dù dị thú trong huyệt thái dương gầm thét như thế nào, điểm đó vẫn sừng sững bất động như ngọn núi. Lẽ nào sắp thành công dã tràng sao? Đường Tuấn đổ mồ hôi không ngừng, anh nghiến chặt răng. Trái đất ở quá xa trung ương ngân hà, dù trận pháp chỉ thiếu một góc rất nhỏ, cũng khác biệt một trời một vực, độ nguy hiểm cực kỳ cao. Chính ngay lúc này, một sự việc lạ đột ngột phát sinh. Trên mặt trăng, ở ngay vị trí của Nguyệt cung, Nguyệt cung đang dần dần hiện ra. Chỉ trong vài cái chớp mắt, cả tòa Nguyệt cung hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt Đường Tuấn. Sau khi Nguyệt cung xuất hiện, một giọng nói lạnh lùng và đầy sát khí vang lên. Phá. Chỉ là một từ đơn giản, nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, cờ thập phương chấn hư ở cách xa 5 triệu cây em rung lên dữ dội, trên cột cờ xuất hiện một vết nứt gần như không thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, trận pháp thông đạo trên mặt trăng đã hoàn toàn hiện ra, Đường Tuấn liếc nhìn nguyệt cung treo cao trong hư không, sau đó tiến vào trận pháp thông đạo, một tia sáng lóe lên chớp nhoáng, Đường Tuấn lập tức biến mất chẳng thấy đâu chương 2260, các người biết bọn ta là ai không? Cô ta vừa dứt lời, cách đó 5 triệu cây em, cờ thập phương chấn hư cùng dụ lệnh của tôn giả đột nhiên thu lại, dường như đã gặp phải một đòn tấn công đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, cờ thập phương chấn hư và dụ lệnh của tôn giả lại tỏa ra thần quang, một giọng nói lớn vang lên, dư nhiệt của trái đất, còn dám phản kháng sao? Em mờ thanh đó vừa dứt, một luồng sáng bắn ra từ trong dụ lệnh của tôn giả, trong phút chốc đã truyền tới mặt trăng. Phập, thần quang xuyên qua hư ảnh của tiên nữ, hư ảnh lại tách ra thêm mấy phần. Hư ảnh của tiên nữ không cam tâm nhìn dụ lệnh tôn giả đó, sau đó lại nhìn trận pháp thông đạo biến mất lần nữa, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ điểm ý cười, trái đất ta cuối cùng sẽ lại trỗi dậy thôi. Nói đoạn, hư ảnh của tiên nữ đó cùng nguyệt cung đồng thời biến mất vào hư không. Mười mấy tu sĩ hóa thần cảnh canh giữa xung quanh cờ chấn lư nhìn thấy cảnh tượng này thì thất kinh hồn vía, không khỏi thốt lên tôn giả khẩu dụ. Tôn giả, chỉ đứng sau thiên quân, mọi cử chỉ lời nói đều có thể khiến cả thiên địa phải chấn động. Có dư nhiệt của trái đất bỏ chạy, truyền khẩu dụ của ta, giết. Trong dụ lệnh của tôn giả lại truyền ra giọng nói của tôn giả đó. Tuân Pháp chỉ, mười mấy tu sĩ hóa thần cảnh cúi đầu cung kính đáp dụ lệnh của tôn giả và cờ thập phương chấn hư lại hồi phục như bình thường. Đường Tuấn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bản thân đã trở thành đối tượng bị truy nã của tôn giả. Lúc này, anh đã đi vào trong những dãy núi, xung quanh đều là tiếng gầm thét của hung thú, hàng cây xanh tươi tốt, toát ra khí thế cổ quái. Không gian cực kỳ ổn định, trọng lực gấp mấy chục lần trái đất, đường Tuấn cố gắng bay lên, nhưng tốc độ lại chậm đi một phần mười so với ban đầu. Tuy nhiên, nồng độ nguyên khí trong không khí lại dày đặc hơn gấp 5-6 lần so với trên trái đất. Đây chính là trung ương ngân hà sao, không điều khiển được pháp tắc, ngay cả bay trên không trung cũng không được. Đường Tuấn nhớ ra vị trí của trận pháp, liền đi ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, anh luôn bị những con hung thú ở cấp nguyên anh truy đuổi, nhưng chúng đều bị anh giết chết. Vẻ mặt anh có hơi đanh lại, phần lớn những con hung thú này đều chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực của chúng có thể so sánh với bán bộ hóa thần của Hoa Tiểu Niếp. Cũng chính là nói, trong cùng một cảnh giới, tu sĩ của Trung ương Ngân Hà có thể mạnh hơn một cấp so với tu sĩ ở những nơi khác. Anh sử dụng thần tàng quyết để biến đổi hình dáng, rồi dùng thuật châm cứu phong tỏa huyệt khiếu thay đổi khí tức, cho dù là đạo sĩ trung thanh đối diện với anh chắc chắn cũng sẽ không nhận ra. Bây giờ phải làm rõ nơi này là chỗ nào, đường Tuấn có chút cấp bách. Chẳng bao lâu sau, đường tuấn đã đến được rìa của dãy núi lúc này anh nghe thấy tiếng giao đấu từ phía trước truyền lại các người biết bọn ta là ai không he he không phải là đệ tử của thiên nguyên phường sao nếu không phải bọn ta vẫn chưa muốn giết cuộc giao tranh khốc liệt bỗng chốc dừng lại dường như đã phân được thắng bại ba tên tiểu quỷ của thiên nguyên phường đi chết đi nói rồi tên đó cười gần một tiếng audio điện tử võ tấn bền hết chương 2260.